cúi đầu đánh lễ mười phương chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần chứng tri con đã năng. Sám phiền não chướng vết hằng nội tâm mà bao ác nghiệp cũng âm thầm mà gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khấn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi. Kháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình. Nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bàn, phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân. Thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, mà là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi.